Ok, hello anh em. Thì đây là chiếc Winnie nha anh em. Thì bị tông lộn. Anh này ở dưới đó Long An á, thì bị tông lộn xong rồi bơ lóc, xong rồi ở dưới đó có một cái tiệm người ta nhận, người ta thay luôn cái nói chung là hàng lại cái lóc á, nhưng mà cuối cùng ráp cái tại do anh không đúng á. Rồi ráp sai nhiều thứ lắm, nó rung, cái máy nó rung chạy không được luôn anh em, chạy mà tầm 15 km/h là nó rung chạy không được luôn. Đây, mình sẽ nổ máy cho các bạn nghe thử nha. Máy móc thì canh không biết kích, canh là mình chưa tháo nên chưa biết là canh ấy, mà nghe tiếng nó xào. Rồi kéo thử tí em, kéo thử tí em. Kéo cái gì? Kéo nhẹ thôi, nhẹ thôi. Rung không? Rung không? Đỡ. Rung như đậu. Nó rung. Nè anh em, nhìn cái đồng hồ này, nhìn cái đồng hồ mà biết rõ này. Nó rung cái đồng hồ mà mờ số luôn không? Nghĩa là nó rất là rung. Sao? Rung thế nào? Chạy 5 phút là tơ người hết luôn á. Chạy 5 phút là phải nghỉ nửa tiếng chứ không mà rung chịu nổi, tơ người hết. Nhưng mà xong mà chủ xe nói là cái anh rồi tắt đây. Nói chung thì anh chủ xe nói là anh thợ đó nói là chạy một thời gian đi, rô đai nên nó mới rung vậy đó. Bữa nào mà hết rô đai xong rồi là hết là nó sẽ bình thường lại. Mà trong khi là cái lòng trái không có sấy, không có làm gì hết, chỉ ráp lại thôi. Mà nó đi rô đai thời gian nó hết. Nói chung là nghe rất là hư cấu. Đó. Thì bây giờ mình chỉ rút một máy ra, xong rồi xếp lại cho tạ, rồi kiểm tra phần nào hư thì làm lại. Ok. Mà mình nhận chiếc xe này nó máy nó rung nè anh em. Rồi thì chủ xe đã, tại sao là bị máy rung thì nguyên nhân từ đầu dẫn từ đầu chính đó là tông lộn. Tông vô cái cục đèn này bị bỡ lóc. Đây nè, cái lóc này mình mới đi hàng lại nè. Đây nè anh em thấy mối hàng không? Bên trong mình hàng lo nè, bên ngoài mình hàng xong mình mài lại rất là đẹp ha. Đó, thì tại sao phải đi hàng mà không phải là mua? Thì cái lóc này là lóc số, nó rất là phức tạp. Anh em mà đi mua rồi đăng ký số rồi vào hãng làm giấy tờ nó kia là rất là rườm rà, rất là tốn tiền luôn, mà nó phải nó rất là tốn tiền. Mà riêng những cái trường hợp mà bị nứt á. Từ cái tăng đó quay qua clip cái ồn quá. Riêng những cái trường hợp mà bị nứt á thì có thể hàng này rất là dễ, còn mà bị bỡ nguyên miếng bự á, thì mới thua thôi. Còn lại mà bị bỡ như nứt như này là quá dễ ha. Thì do chủ xe xui thôi. Thì cái là vào một cái tiệm nào á, người ta bán một cái lốc này, cái lốc số này nè. Đó, cái lốc số này ta mài mất số rồi, chạy đỡ ha, chạy đỡ. Mà nói chung là mài mất số rồi chạy đỡ thôi. Chứ cái lốc này không là hết 1 triệu 2, mua hết 1 triệu 2 ha. Thì nói chung thì cái này chưa nói đâu, cái phần chính nó nằm đây nè. Này ráp sai tại do phải nói là sai nặng luôn á anh em, sai cực kỳ nặng luôn. Cái xe mình chạy là biết liền, nó rung liền đó. Thì cái dấu sáng vô anh em thấy cái dấu sơn không đó, nó phải trùng với cái dấu chấm trên cây do. Mà đây nè, ráp sai một khúc luôn thì nó sẽ rung, nó rần. Rồi cái phần này sai thì có thể là sửa được, nhưng mà nghiệt ngã đâu đây nữa này. Anh em thấy không, cái đường này á, là cái đường nhớt nha. Anh em thấy cái đường nhớt không? Đường nhớt này ông nào ông nội này ông đem ông két keo bít luôn cái đường nhớt này luôn. Đây nè, cái lốc mà lốc đây nè, cái lốc zin nè, lốc zin mà tháo ra nè, anh em thấy không? Cái chỗ này không có két nhớt vào nha, chỗ này không có nhớt nha, quả quên chỗ này không có két keo nha. Anh em mà két keo vào là lột luôn cái lòng đó, thì dẫn đến là lòng trái rồi đi hết luôn, nguyên bộ trái xước hết rồi. Đó, mình sẽ chèn cái hình, mình sẽ chèn cái hình cho anh em xem cái phần trái bị xước với cái lòng bị xước. Lòng xước thì dở thôi, mình sẽ sấy cốt lên lại. Đây, tự nhiên giờ tốn thêm cái phần thêm tiền. Cốt, sấy cốt lên lòng, lên trái. Đầu cũ còn cái này thì cái lòng zin mình sấy lên, sấy lòng lên, lên cốt. Đó, anh em nhìn nè, keo dán cỡ này nè. Cái ron mà keo dán cỡ này, không biết đường nhớt, không biết đường nước đó, thì nó cũng
cái xe mình chạy thời gian nữa là chín mấy thiệt luôn, cái xe này mà chạy thời gian là chín mấy là thật nha. Rồi thì toàn bộ mình sẽ thay lại hết mặt đạn này kia, rồi thay hết, rồi rửa róc, rửa lại cái lốc này, xong rồi mình sẽ ráp lại, có gì thì nô máy cho anh em xem. Đó thì bạc là bạc tiếp này kia. Ủa. Rồi hello anh em, chiếc Winner này thì hôm bữa này mình bỏ mình làm á, cái vụ mà rung rần này kia á, thì bây giờ mình làm cũng đã xong hết rồi, thì máy đồ nổ ok, nói chung thì cũng hết rung, thì canh đúng thì nó hết rung nha anh em. Đó rồi thì buổi sáng mình sẽ thử nổ máy như thế nào, rồi tiếng máy mình canh lại cũng khá là ổn rồi. Đó thì có mấy chỗ này nó đang bị xây nhớt này, nhờ cái phốt, thì cái phốt mà đóng ra đóng vô á, cái phốt mà đóng ra đóng vô á thì nó bị xì liên tục rồi anh em, thì nó xì mình thay thôi. Đó thì làm lại sạch sẽ rồi, thì rồi bấm một cái là nổ anh em. Bình xe này hơi yếu xíu, cái máy nổ ok á, kim ru à. Kéo ra cực kỳ mượt mà luôn, nhẹ nhàng với máy. Nói chung thì nếu mà cái xe này mà chủ xe rồi thì vậy anh em, thì cái xe này mà nếu mà bữa trước chủ xe bỏ ở mình nữa thì cái chi phí nó sẽ thấp hơn nhiều, tại vì mình không có tốn phải là tốn đi mua cái lốc nè. Bây giờ cái lốc này bỏ này anh em, mua cái lốc xong rồi đỡ xài thử rồi. Cái lốc này là ngay chỗ xe nó là 1,2 triệu, lốc mua mà không có số luôn á, mua đỡ bỏ vô chạy đi để chạy đỡ anh em, không có số luôn, chưa đóng số luôn đó, nó lốc cũ mà 1,2 triệu ha. Rồi thì nếu bữa giờ chủ xe mang qua mình á thì nó sẽ chi phí nó sẽ thấp hơn, đây ráp tới ráp lui, ráp bị sai này kia rồi tùm tùm lum hết, rồi nó phát sinh ra lột lốc này kia nữa thì tốn thêm rất là nhiều tiền hả. Rồi thì chỉ vậy thôi anh em nào có nhu cầu mà sửa xe thì cứ ghé tiệm Thành chuyên các dòng Winner, Sonic này kia đồ anh em. Đấy, anh em có nhu cầu thì cứ ghé tiệm mình ha. Rồi ok, bye bye anh em. Ha 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 ha!